Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại với gần 200 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố lân cận. Lãnh đạo tỉnh đối thoại với thanh niên với chủ đề Thanh niên tỉnh Hưng Yên ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế, xã hội. Huyện Ân Thi tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương sáp nhập xã. Hưng Yên sẵn sàng hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2024. Hàng loạt ghế đá trước nhà dân và khu vực công cộng ở thành phố Hưng Yên bị phun sơn quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức buổi gặp mặt Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Yên Bái về thăm quê hương. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Yên Bái hiện có trên 800 hội viên. Trong những năm qua, hội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, góp sức xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh và tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình do quê hương Hưng Yên phát động. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Quách Thị Hương tặng quà của tỉnh chúc mừng Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời, nhấn mạnh trong những năm qua, Hưng Yên đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Đồng chí mong muốn những người con Hưng Yên sinh sống tại Yên Bái tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển và có việc làm thiết thực hướng về quê hương. Trong những ngày về thăm quê hương, Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Yên Bái đã đi thăm một số di tích lịch sử văn hóa và mô hình phát triển kinh tế. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại với gần 200 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đến dự và phát biểu tại hội nghị. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, đây là dịp để mỗi doanh nghiệp chia sẻ cơ hội kinh doanh, tìm kiếm bạn hàng, cùng nhau nỗ lực vượt khó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi với cái chức năng là sản xuất chuyên về đồ gỗ, nhà gỗ thì mong muốn giới thiệu tới các đối tác đến cái dòng sản phẩm của mình để lan tỏa các dòng sản phẩm của mình tới thật nhiều với những cái đối tác trên mọi miền Tổ quốc. Mong muốn của cá nhân bản thân tôi thì cũng muốn mở rộng kết nối, trao đi cái cơ hội mà mình có cho những cái thành viên và những cái đồng đội của Hưng Yên. Chúng ta cần phải tập trung chung tay để đoàn kết, để phát huy được cái sức mạnh cộng đồng của các doanh nghiệp. Các mặt hàng thế mạnh mang đặc trưng vùng miền, địa phương cũng được các doanh nghiệp đến từ Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương trưng bày, giới thiệu trực tiếp tại hội nghị, kỳ vọng mở rộng thêm thị trường tiêu thụ. Đại diện nhiều doanh nghiệp cũng thẳng thắn đề xuất kiến nghị những giải pháp với cộng đồng doanh nghiệp trong hiện tại và cả thời gian tới đây. Từ các giải pháp tự bản thân mỗi doanh nghiệp phải thực hiện cho đến các chính sách của cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp rất là mong muốn được nhà nước hỗ trợ về tiếp cận thương mại, rồi là về đặc biệt là về vấn đề hỗ trợ về vốn để cho doanh nghiệp sản xuất. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy thông báo những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, mục tiêu định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, doanh nghiệp doanh nhân là trụ cột của mỗi nền kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên cũng như các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương, trở thành những điểm sáng trên cả nước thì càng phải nỗ lực quyết tâm làm tốt hơn nữa. Tìm ra những cái hướng đi mới, những cái hướng phát triển mới, đặc biệt là đón nhận được những cái làn sóng chuyển dịch đầu tư, phát triển thêm những cái doanh nghiệp của chúng ta vững mạnh hơn. Các hiệp hội doanh nghiệp sẽ có một cái sự đoàn kết, liên kết để cùng nhau là mở rộng nghiên cứu thị trường, mở rộng thị trường, hợp tác sản xuất và tạo nên những cái chuỗi cung ứng, những cái chuỗi sản xuất để chúng ta cùng xây dựng quê hương Việt Nam nói chung và các địa phương của chúng ta nói riêng ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là cơ sở để tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác giữa doanh nghiệp 4 tỉnh trong thời gian tới.
Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên diễn ra hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên. Chủ đề của hội nghị đối thoại năm nay là thanh niên tỉnh Hưng Yên ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, 140 thanh niên đoàn viên chủ doanh nghiệp trẻ đã đặt nhiều câu hỏi đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề ứng dụng khoa học vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp. Chính sách hỗ trợ giúp thanh niên sản xuất tiêu thụ nông sản, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số, thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao, tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Chính sách giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của thanh niên tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đó là một nội dung rất là quan trọng, nó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì tỉnh sẽ có nhiều định hướng chính sách để khuyến khích các cái hoạt động đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Hiện nay trên địa bàn Kim Động, thương hiệu cam Đồng Thanh cũng là một trong những thương hiệu ô cốp. Từ khi mà có thương hiệu cam Đồng Thanh thì bây giờ bà con canh tác theo lối truyền thống, chất lượng nó không được như trước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh có hướng cũng như cơ chế chính sách gì xây dựng cái thương hiệu cam bền vững cũng như gắn với du lịch sinh thái để làm sao mà đưa cái thương hiệu cam Đồng Thanh đi trong ngoài tỉnh cũng như đi xuất khẩu sang nước ngoài. Giải đáp các nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo một số sở ngành đã cung cấp thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, từ đó giúp thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ số trong học tập, công tác, khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Hiện nay cam Đồng Thanh thì có nhiều biểu hiện suy thái. Đầu tiên là chúng ta phải canh tác một cách bền vững, tức là chúng ta hạn chế tối đa cái canh tác truyền thống và chúng ta phải sử dụng những các cái loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn. Định hướng để phát triển du lịch nông nghiệp tại tỉnh Hưng Yên thì gồm có một số định hướng chủ yếu sau. Thứ nhất là phải tăng cường cái công tác tập huấn tuyên truyền. Thì thưa quý vị là chúng ta chỉ sản xuất thôi thì chưa đủ, làm du lịch thì nó phải gắn với kinh nghiệm và có kiến thức. Đối với người nông dân là người không chuyên làm về du lịch thì bước đầu tiên là phải tập huấn để trang bị kiến thức để làm du lịch gắn với sản xuất. Chúng tôi phối hợp với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cũng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo, đặc biệt là đối tượng đoàn viên thanh niên, các bạn trẻ, để chúng ta có một cái tinh thần khởi nghiệp. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả trên nhiều lĩnh vực của thanh niên tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023, đặc biệt trong công tác chuyển đổi số. Đồng chí yêu cầu các sở ngành tiếp tục nghiên cứu những kiến nghị của thanh niên, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ, năng lực, tạo nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp số. Đồng chí mong muốn thanh niên phát huy sức trẻ, sức sáng tạo trong từng lĩnh vực cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào ngành, lĩnh vực lao động sản xuất. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương 14 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động chuyển đổi số. Ngay sau khi có chủ trương, xã Phú Thịnh và xã Thọ Vinh của huyện Kim Động sáp nhập thành đơn vị hành chính mới, các cấp chính quyền và người dân hai xã đều đồng thuận và nhất trí cao vì phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Từ năm 2023, ngay sau khi có chủ trương sáp nhập, hai địa phương đã tuyên truyền quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác sáp nhập đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo tốt nhất quyền lợi người dân khi thực hiện sắp xếp, đồng thời hạn chế sự lo lắng, xáo trộn trong đời sống xã hội. Vì thế, đến quý 1 năm 2024, khi triển khai các bước rà soát, phối hợp xây dựng phương án kế hoạch, lập danh sách cử tri đều nhận được sự thống nhất ủng hộ cao của cả hệ thống chính trị. Hiện hai xã đang chuẩn bị lấy phiếu đồng thuận của nhân dân. Sau sáp nhập, đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên là trên 8,2 km², quy mô dân số đạt trên 14.000 người. Trụ sở làm việc của xã mới được đặt tại xã Thọ Vinh hiện nay với tên gọi mới là xã Phú Thọ. Tôi rất đồng tình ủng hộ với lại quan điểm chủ trương của nhà nước. Trước kia nó là một xã Phú Nham, công cuộc cách mạng đổi mới cho nên tách ra được hai xã. Chúng tôi như vậy rất mong muốn làm sao như hai xã càng làm sớm được cái thủ tục để ổn định như vậy cuộc sống của dân và mọi cái thủ tục hành chính đối với lại người dân trong xã. Xác định công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm. Huyện Ân Thi tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Văn Nhuệ và Đa Lộc có sự chứng kiến của Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi. Cả hai xã đều đồng thuận về chủ trương và đang thảo luận về phương án sáp nhập. Trong đó, nội dung được tập trung thảo luận là việc đặt tên xã mới và địa điểm đặt trụ sở làm việc sau khi sáp nhập. Vấn đề về sắp xếp vị trí việc làm cũng được quan tâm. Xã Văn Nhuệ có 3 nhân sự chuẩn bị nghỉ chế độ, trong đó có 1 nhân sự chưa đảm bảo yêu cầu về vị trí việc làm. Xã Đa Lộc có 4 nhân sự sắp nghỉ hưu, thiếu 2 chức danh địa chính xây dựng và công chức văn hóa. Vẫn còn một số vấn đề cần thống nhất, nhưng cả hai xã đều có chung nhận định là phải tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên và triển khai đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân để nhân dân hiểu được mục đích của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là để tinh giảm bộ máy hành chính, tiết kiệm được ngân sách nhà nước để chi trả lương cho cán bộ, công chức và người hoạt động bán chuyên trách. Những ngày này, xã Hồng Quang đã hoàn thành việc rà soát và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các nhà văn hóa thôn, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã diễn ra vào tháng 4. Cấp ủy, chính quyền xã cũng đã chủ động tập hợp ý kiến của cử tri, nghiên cứu tài liệu để giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, giúp người dân hiểu rõ về chủ trương này. Chúng tôi tổ chức các cái buổi họp tập trung và tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên đầu tiên gặp gỡ một số các cái cán bộ đã thành. Đây là một cái kênh thông tin tuyên truyền đối với nhân dân. Theo kế hoạch, xã Văn Nhuệ và Đa Lộc sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số thành một đơn vị hành chính cấp xã mới. Xã Tân Phúc và Quang Vinh, xã Hồng Quang và Hồng Vân cũng sẽ sáp nhập thành xã mới. Huyện Ân Thi đã xây dựng dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, đảm bảo phù hợp các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý. Trong tháng 3, các xã trong diện sáp nhập sẽ niêm yết danh sách cử tri. Trong tháng 4 sẽ triển khai lấy ý kiến của nhân dân. Theo Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, đến nay các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 123 của Chính phủ, đạt 94%. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 176 cửa hàng xăng dầu với 747 cột bơm. Đến nay đã có 166 cửa hàng thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ 94%. Một số địa phương đạt tỷ lệ cao là huyện Văn Giang, Khói Châu, Yên Mỹ, Ân Thi đạt 100%. Tuy vậy, một số địa phương vẫn đạt tỷ lệ thấp như thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm trên 85%, thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động trên 78%. Sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu là chủ trương đã được Chính phủ và các bộ ngành liên quan cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai từ lâu và liên tục đôn đốc thực hiện trong thời gian qua. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nếu cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn từng lần bán trong tháng 3 thì sẽ bị thu hồi giấy phép. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 do Bộ Công Thương phát động, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động sử dụng nguồn năng lượng điện hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và sẵn sàng tắt điện 1 giờ vào lúc 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cuối năm 2022, doanh nghiệp này đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để trang bị thêm 2 máy biến áp và lò hơi. Việc lắp biến tần cho một số động cơ trong các hệ thống lò hơi như quạt hút khói và quạt đẩy giúp các động cơ hoạt động theo nhu cầu phụ tải, dễ dàng trong việc điều khiển và vận hành, đồng thời tiết kiệm một phần năng lượng khi hoạt động ở mức tải thấp. Cùng với việc trang bị dây chuyền sản xuất tự động, thì đây là lộ trình để doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả, tránh lãng phí nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Nhờ vậy mà số điện công ty năm 2023 đã giảm hơn 700 kW, khoảng 9%, tương đương tiết kiệm được 900 triệu đồng so với năm 2022. Khi đầu tư các cái dây chuyền sản xuất hiện đại như này, ngoài cái việc năng suất chất lượng được đẩy lên thì sử dụng năng lượng được ngày càng được tối ưu hóa. Trước đây thì một năng suất thấp thì các cái phần phụ trợ, năng lượng tiêu tốn cho các phần phụ trợ nó rất là nhiều,
nhưng đến hiện tại chi phí sản xuất sẽ được giảm. Đầu tư các thiết bị mà có những biến tần để tiết kiệm điện. Song song với việc đó là chúng tôi cũng đầu tư những trạm điện mới để giảm hao tổn điện năng. Về công tác bảo trì bảo dưỡng thì chúng tôi cũng đề ra kế hoạch thừa và thực hiện thường xuyên, định kỳ. Các công tác điện chiếu sáng thì chúng tôi cũng đã triển khai thay hết các đèn LED để giảm tiêu thụ năng lượng điện. Và có tuyên truyền tiết kiệm năng lượng điện tới tất cả cán bộ công nhân viên và cũng đề ra những quy định như là quy định về bật điều hòa, quy định về sử dụng điện chiếu sáng. Cùng hành động vì một mục tiêu chung tay tiết kiệm điện thành một thói quen là những thông điệp về giờ trái đất năm nay. Song đối với các hộ dân, đặc biệt là những người tham gia sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thì đã được thực hiện thường xuyên từ nhiều năm nay. Việc có ý thức tiết kiệm luôn kết hợp trong sinh hoạt và sản xuất được hộ dân này thực hiện. Bởi mỗi tháng, số tiền sử dụng điện của gia đình đều trên 4 triệu đồng. Nhà mình rất coi trọng những cái việc tiết kiệm điện. Lúc nào mình cần bật những cái gì mình bật, còn không nào mình phải tắt. Điều hòa nhà mình thì dùng với là tiết kiệm và nhiệt độ để là rất cao. Ít nhất phải 26 độ cho đến 30 độ. Sự kiện Giờ Trái Đất năm 2024 thu hút 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Năm nay với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, qua đó kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ trái đất. Sự kiện sẽ diễn ra trong 1 giờ, từ lúc 20:30 đến 21:30 thứ Bảy tuần này, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Sự kiện này càng có ý nghĩa quan trọng khi mùa hè năm nay Hưng Yên nằm trong vùng bị thiếu điện, khi mà đường dây cao thế 500 kV Quảng Trạch Phố Nối đang phải gấp rút làm để khắc phục tình trạng này. Trong cái việc tiết kiệm điện này thì cũng không đơn thuần là tắt điện 1 giờ, mà chúng tôi đã tuyên truyền để khuyến cáo để cho khách hàng nhận thức được rằng cái việc tiết kiệm điện nó là xuyên suốt thời gian trong hàng ngày, trong hàng tuần và đồng thời là xuyên suốt trong thời gian cả năm. Chứ không đơn thuần là cái việc là tiết kiệm trong 1 giờ của cái tháng 3 này. Công ty cũng đã phối hợp với Sở Công Thương để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng thực hiện tiết kiệm điện trong cái phạm vi sử dụng điện của mình. Đặc biệt chúng tôi cũng đã tổ chức truyền thông, thông tấn báo chí, các cái hệ thống loa phát thanh của huyện, xã, phường, thị trấn để đưa tin tuyên truyền đến đông đảo người dân tổ chức sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, các đơn vị quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, các khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp, các thôn xóm thực hiện cắt điện toàn bộ đèn chiếu sáng, đèn biển hiệu trang trí. Riêng chiếu sáng trên quốc lộ 5, đường nối hai cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình và Hà Nội Hải Phòng cắt giảm 50%. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hưng Yên xuất hiện một số đối tượng lợi dụng lúc đêm tối thực hiện hành vi phun xịt sơn quảng cáo địa chỉ trang web cá độ, cờ bạc lên các ghế đá trước cửa nhà dân và khu vực công cộng. Hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo camera nhà dân ghi lại, vào khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 8 tháng 3, toàn bộ 10 chiếc ghế đá ở khu vực công cộng, phố Phạm Hồng Thái, phường Nghĩa Nam bị hai đối tượng xịt sơn quảng cáo trái phép. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã cố gắng dùng xăng, dầu để tẩy xóa các nội dung này. Song đến nay, trước các ghế đá vẫn còn lại dấu vết lem nhem, nhếch nhác. Ngay cạnh đó, hai chiếc ghế đá nhà dân cũng bị phun sơn đen địa chỉ của website sv66.com cùng với dòng chữ quảng cáo nơi giải trí dành riêng cho bạn. 4 giờ sáng có hai đối tượng đến xịt cái ghế nhà tôi xin cái màu đen trông rất là kinh. Cho nên rất là không biết cách nào thì mong là chính quyền làm sao cho cái khu dân cư nó ổn định như này thì mất trật tự quá. Không chỉ tuyến phố Phạm Hồng Thái mà nhiều đường phố ở thành phố Hưng Yên cũng bị các đối tượng xịt sơn quảng cáo địa chỉ trang web nói trên lên các ghế đá nhà dân như trên đường Tuệ Tĩnh, Đông Thành, Dương Quảng Hàm, Đoàn Thị Điểm, Lê Lai, phố Huỳnh Thúc Kháng. Ngay cả các ghế đá công cộng ở công viên Nam Hòa, phường Lê Lợi cũng bị các đối tượng phun xịt sơn quảng cáo. Một số bạn trẻ tò mò tìm hiểu các dòng chữ trên ghế thì đó chính là địa chỉ các trang web cá độ, cờ bạc. Em cảm thấy nó rất là mất thẩm mỹ, không được đẹp,
mà bây giờ mình truy cập vào những trang web như thế này có thể hiện lên những trang web như cờ bạc hay là cá độ. Em thấy có những tác hại xấu ở trong những trang web này. Nội dung quảng cáo cờ bạc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn xã hội, dễ dẫn đến việc nhiều người tìm chơi, từ đó tiền mất tật mang. Bởi truy cập trực tiếp vào trang web nói trên thấy nhiều trò chơi cá cược bằng tiền như casino, bắn cá, nổ hũ, game bài 3D, xổ số, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.